ở trong đi cho mát. Và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Mạnh Phúc TV. Thì video này mình đã quay được trong Tết năm 2024. Thì bây giờ mình sẽ upload lên YouTube để cho các bạn đến cái quán cà phê này nha. Thì quán cà phê này tên là T-Rex ở đường Võ Thị Sáu, tức là đường Năm Mới á mọi người. Thì trước khi xem review quán cà phê này, các bạn hãy bấm like, share cũng như bấm subscribe, đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Thì cách đây khoảng chừng là 3 năm mình cũng đã review cái quán cà phê này rồi. Lúc đó thì cái quán này họ cũng mới khai trương, và sau 3 năm xem có gì đặc biệt nha mọi người nha. Thì khi bước vào quán cà phê, mọi người sẽ thấy có hai con khủng long bạo chúa T-Rex rất là lớn và khổng lồ. Thì hồi trước là mình nhớ là cái con ở bên tay phải nó cử động được, thì bây giờ quán đã nâng cấp thêm cái con trái thì là cũng cử động được. Và các bạn có thể là cho các bé nhỏ của mình ngồi lên, hình như là phụ thu hình như là 20-30 ngàn á mọi người. Còn đây là menu nước của quán thì giá cỡ từ 40-50 ngàn, và có những cái món ăn vặt cũng như là có cơm chiên gì đó thì các bạn có thể order. Thì theo mình nhận xét á là nước ở đây cái vị của nó là hơi bị ngọt á nha mọi người. Ngọt gắt thì cũng không đúng, nhưng mà là khá ngọt so với mình, nên là các bạn cũng cân nhắc có thể là bảo nhân viên cho ít đường lại gì đó. Còn bây giờ mình sẽ quay xung quanh nội thất bên trong của quán cho mọi người coi. Thì ở đây là có những cái hồ gọi là terrarium, theo mình nhớ là vậy. Thì ở đây đó có một con khủng long bạo chúa đây. Và bây giờ mình sẽ đi ra phía sau của quán cà phê. Ở phía chỗ này là không gian mở, thì có thể là dành cho việc hút thuốc lá gì đó chẳng hạn. Thì phía sau đây có một cái hồ nước. Hồ nước này thì có làm khói giả đó mọi người. Thì hôm nay đó mà cái đợt mà mình quay là có khói giả, còn đợt này là chắc là ban ngày nên là chưa có khói giả. Đây những cây trầu bà Brazil. Đấy, ở dưới đây là có những con cá chép nha mọi người nha. Thì cái không gian ở phía sau này nó cũng khá là thoáng mát đó mọi người. Cái đợt mà mình quay là có khói giả nè, có sương nên là rất là thoáng mát và ẩm ướt đó. Thì mọi người có thể đi, một nhóm bạn mọi người có thể ra đây ngồi để cho tránh ồn ào. Còn ở trong thì quán nước này thì dành cho đối tượng là trẻ em á, nên là sẽ khá là ồn ào nha mà các bạn nha. Nếu mà các bạn cần một không gian yên tĩnh làm việc thì mình không có recommend quán nước này nha mọi người. Đó, đây là tiêu bản của một chú dơi đó, khi là một con đại bàng. Đây là một cái hồ terrarium mới. Hồ này có con gì đây? Con này là con khủng long sừng tấm đúng không mọi người? Các bạn biết tên những con khủng long này, các bạn hãy bình luận ở dưới cái video phía dưới cho mình nha. Bây giờ mình sẽ quay tiếp. Đây là đợt mình đi là mình nhớ là khoảng mùng 5 Tết, nên là quán chưng hoa đào hoa mai rất là nhiều. Còn hiện tại bây giờ mình up lên là đã sau ngày 8 tháng 3 rồi. Thì mình nghĩ là chắc cũng sẽ có thay đổi ít nhiều. Nhưng mà sau 3 năm thì mình thấy là quán có trang trí thêm những mô hình khủng long khác, như ở đây là mô hình đầu con khủng long sừng tấm nè. Đó, cái đầu này mình nhớ không, nó không có lắc qua lắc lại được. Mình có một cái đầu nó lắc qua lắc lại được. Cái này là con gì đây? Tắc kè gì hả? Dilophosaurus. Đây là tiêu bản của những chú bướm. Hồi trước mọi người có làm bướm bướm khô không mọi người? Cũng công phu lắm đó nha. Đây là đây con thằng lằn này, thằng lằn gì mọi người? Mọi người biết tên thì mọi người bình luận nha. Những cái hồ thủy sinh này sống tốt ghê mọi người. Mọi người thấy là có râu má gì kìa mọi người. Đây thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi lên lầu. Thì mé bên tay trái này có một khu vực game gọi là game VR. Thì theo đánh giá của mình nhớ là 55 ngàn hay là 60 ngàn thì phải, thì trải nghiệm không có được ok là cho lắm. Bởi vì cái bạn nhân viên mình không hiểu sao là bạn đó không có chỉnh cái tiêu cự ống thấu kính cho mình đó, nên là cái hình ảnh nó cũng khá là mờ. Cũng có thể là do ở đây họ dùng cái phiên bản Oculus 2 nên là cái chất lượng hình ảnh mang lại nó không tốt như là Meta Quest 3 chẳng hạn.
thì nói chung là các bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể trải nghiệm cái game VR đó. Video mới đúng chứ không phải là game đâu mọi người. Đây là mình lên trên lầu. Ở trên lầu này thì đi theo cái concept là một cái máy bay kiểu là bị rớt xuống cái đảo của Dinosaur á mọi người. Đó Dinosaur Park á. Đó. Đây là một con kiểu giống như con khủng long này, là khủng long hai sừng hả mọi người. Đó. The Jurassic Park. Đó thì cái concept nó là như vậy á. Mấy con này nếu mà mọi người ấy, mọi người đã chuẩn bị sắp có phần 4 á mọi người. Hình như đúng không ta? Bữa mình nghe nói là phần 3 hết nhưng mà hiện tại là cũng đang chuẩn bị khởi động phần 4 ấy. Con này là Styracosaurus. Đó, con này mình nhớ là cái đầu nó có thể lắc qua lắc lại được. Mà hiện tại là chưa mở biên. Đây là những con thằng lằn sấm. Thực tế là mình nhớ thằng lằn sấm nó có nhiều giống, nhiều loại đúng không mọi người? Nhưng mà kiểu người Việt Nam mình thì chỉ biết tên là thằng lằn sấm thôi chứ cũng không rõ là tên chính xác của nó là gì. Đó. Thì con này là có con to nhưng mà thực tế có những con nhỏ nhỏ kiểu giống như con gà nữa. Này là cây mai, này là mình thấy là cây mai giả mọi người, nhưng mà nếu mà nhìn xa thì nhìn cũng khá giống như là mai thật. Đó. Quá trời hoa luôn mọi người ha. Đó, mọi người có thể tham khảo để mọi người trang trí dịp Tết chẳng hạn. Đây, con này ở trong phim Jurassic World nha mọi người. Jurassic World, con này là phần 1 là nó cắn cái con gì á, nó lôi xuống hồ. Phần 2 cũng có đúng không mọi người? Đó. Con này, những con này thực sự là những động vật ăn thịt rất là hung tợn, những con đứng đầu của chu kỳ ăn thịt của thời tiên sử đó. Những cái con này chứ không biết phải raptor đâu ha, chắc không phải đâu. Cái hồ này không biết có gì ta, mình cũng không nhớ nữa. Thì video của mình tới đây là cũng sắp hết rồi, mọi người có thể ủng hộ bằng mình bằng một comment, bằng một like, bằng một share đó. Thì cái hôm mình đi này trời rất là nắng, nhưng mà chủ yếu là mình vào đây mình chống nắng thôi. Thì theo mình thì mình chấm điểm quán này từ 7 điểm so với mình, nhưng mà về những bé thiếu nhi thì có thể là được 9 điểm. Nước ở quán này mình chấm ở mức trung bình khá thôi, cũng không quá chấm đỡ lắm. Nhưng mà được cái là cái size nước á mọi người, nó lớn á nên uống nó cũng dư dả. Đó, một cái cánh quạt của máy bay bà già. Còn con này là con gì đây? Mình cũng không nhớ. Đây. Cái này kiểu như cái cửa, là cái cửa mà mọi người có coi phần 1 không? Cái lúc mà cái nữ chính á cầm cái pháo sáng tới á, đó quẹt lửa cái để cho con T-Rex nó dí theo á. Đó. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái chỗ này nha. Thì mình chấm điểm mà cỡ 6 đến 7 điểm thôi chứ mình cũng không đánh giá cao lắm. T-Rex VR hình như mình nhớ là mấy chục ngàn ta. 55.000 thì phải đó. Những bé con nít thì sẽ thích thú thôi, chứ mình thì mình cũng đã từng chơi những trò VR khác rồi thì mình cũng không thực sự ấn tượng lắm. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.